Theo đó, khi tổ công tác phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Vision mang biển kiểm soát 29K2-08992 lưu thông theo hướng Yên Phụ về Trần Nhật Duật, có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Thời điểm kiểm tra, phát hiện trong túi đeo của người điều khiển xe có một túi ni lông, bên trong chứa tinh thể màu trắng. Khai thác nhanh tại chỗ, đối tượng Đinh Thành Trung, sinh năm 1999, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình khai nhận, túi chứa tinh thể màu trắng trên là ma túy dạng ketamin. Đáng nói hơn, ngay sau đó, tổ công tác lại tiếp tục phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Long, sinh năm 1985, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, về hành vi tàng trữ ma túy heroin. Người và tang vật đã được bàn giao cho công an phường Trúc Bạch để tiếp tục điều tra xử lý.